Mới đây thì ca sĩ Elton John đã nhận được vinh dự hoàng gia từ thái tử Charles trong một buổi lễ ở lâu đài Windsor vào hôm 10 tháng 11 vừa qua, ghi nhận sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn 5 thập kỷ và công việc từ thiện của ông tập trung vào bệnh AIDS. Đây là giải thưởng chỉ được hoàng gia Anh cấp giới hạn. Elton John xuất hiện cùng bạn đời là David Furnish tại buổi lễ. Ông đi bộ, tay chống gậy, nở nụ cười hạnh phúc dù sức khỏe còn yếu. Hồi tháng 9 năm 2021, danh ca Anh Elton John tuyên bố hoãn chuyến lưu diễn tại châu Âu Farewell Olympic Road cho đến năm 2023 do vấn đề về hông và được bác sĩ khuyên là phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nam danh ca xác nhận chuyến lưu diễn châu Âu năm 2021 của ông được dời lại vào năm 2023. Là một trong những nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại, Elton John đã được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phong tước hiệp sĩ vào năm 1998. Ông đã quyên góp được hàng triệu đô la Mỹ cho cuộc chiến chống AIDS, bao gồm cả việc thành lập Elton John AIDS Foundation vào những năm 1990.